Cam ơi, con ăn gì đấy? Đúng rồi. Cam thích ăn khoai lang nướng lắm. Hôm trước bố đi đi shop Việt, bố mua cho em mấy củ khoai lang màu tím này. Về nướng chị. À đây đây, mẹ lấy nhá. Mẹ lấy thêm nhá. Mẹ lấy thêm cho em ăn nhá. Em ăn đi, còn một miếng ở tay em này. Đây này, em ăn đi. Ôi, ăn hết một củ rồi đấy. Đói đấy. Ôi, ngon không? Ngọt nhỉ? Thích ăn khoai lang nướng lắm. Ăn xong hơi nghẹn một chút, mình uống miếng nước nhá. Uống miếng nước nào. Uống miếng nước cho đỡ nghẹn. Nước không? Nước không? Đây, mẹ lấy cho hết, mẹ lấy cho. Thôi để mẹ con lấy cho con ăn tiếp nhá. Hoan hô đi. À mẹ. À. À đây đây đây.